Bất cứ ai từng nghe nói về văn hóa chơi xe hơi của người Nhật thì không lạ gì với những chiếc xe được độ màu mè, công phu. Nhưng ít ai biết lịch sử văn hóa độ xe này bắt nguồn như thế nào, nó được lấy ý tưởng từ đâu. Trong chuyên mục xe 360 hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đề tài thú vị này ngay trong phóng sự sau đây. Từ những năm 1970, trào lưu trang trí mô tô, ô tô ở Nhật Bản bùng nổ với tên gọi Bosozoku. Theo thời gian, văn hóa độ xe Bosozoku đã được phát triển mạnh mẽ, biến hóa với nhiều phong cách ầm ĩ, chói mắt hơn, tốn kém hơn gấp nhiều lần. Nhưng tổng quan lại, độ xe ô tô Bosozoku bao gồm các phong cách chính như Yankee màu mè, Grandian mạnh mẽ, VIP sang trọng, Kyusha cổ điển, Shakotan hippie đường phố và Bosozoku tự do. Với kiểu độ Shakotan, trong tiếng Nhật, Shakotan có nghĩa là xe thấp và được dùng để chỉ một chiếc xe được hạ thấp nhất có thể với cánh gió và ống xả lớn. Đây là một biến thể nhỏ của phong cách Bosozoku, khi chiếc xe được độ không quá cầu kỳ vẻ bên ngoài nhưng bên trong được độ lại để phù hợp với những chiếc xe đường phố. Kiểu độ Yankee bị ảnh hưởng bởi phong cách thời trang đường phố sặc sỡ từ những binh sĩ Mỹ tại khu vực Osaka. Với phong cách này, chiếc xe sẽ rất màu mè, có thể là những bức tranh hoặc những bức graffiti được vẽ lên chiếc xe. Không chỉ những chiếc xe, cả chủ nhân của nó cũng rất nổi bật. Độ xe kiểu VIP là sự kết hợp giữa phong cách Shakotan và những chiếc xe sang trọng. Xe được hạ gầm, trang bị la răng cỡ lớn. Những chiếc xe sang được làm mới khá nhiều giúp cho xe trông nổi bật hơn. Ban đầu, một chiếc xe theo phong cách VIP bắt buộc phải là một chiếc xe nội địa Nhật Bản thuộc các hãng Nissan, Toyota hoặc Honda. Tuy nhiên ngày nay, chúng ta có thể nhìn thấy những chiếc BMW, Lexus cũng mang phong cách này. Độ xe kiểu Bosozoku được coi như phong cách độ xe tự do nhất. Những chiếc xe có thể là bất cứ những gì mà người chơi mong muốn và là tổng hợp của tất cả những phong cách ở trên cộng lại. Phong cách này được áp dụng lần đầu tiên trên những mẫu mô tô, nhưng sau này đã được người Nhật phổ biến sang cả ô tô. Một chiếc xe máy độ theo phong cách Bosozoku điển hình là một chiếc mô tô Nhật Bản nhưng có dáng độ lai tạp giữa phong cách chopper của Mỹ và phong cách cafe racer của Anh. Hiện nay nói về hãng độ xe danh tiếng nhất tại Nhật Bản thì phải kể đến Liberty World, với trụ sở chính đặt tại Seta Wagacho Aichi cùng với một chi nhánh lớn ở bờ Tây nước Mỹ. Không chỉ là sự nâng cấp các chi tiết thân vỏ, nội thất hay động cơ, Liberty World còn là một đội đua thực thụ với việc chế tạo ra những chiếc xe đua drift hay nâng cấp hàng loạt các siêu xe. Lamborghini Murcielago Drift lần đầu tiên trên thế giới là một trong những sản phẩm của Liberty World, sở hữu công suất lên đến 1.000 mã lực thay vì 670 như nguyên bản. Bên cạnh đó là hàng loạt siêu xe như McLaren P1, Lamborghini Huracan, Ferrari 458 hay Audi R8 cũng được nâng cấp toàn diện cả về công suất cũng như hiệu năng sử dụng. Và không ít trong số những chiếc xe này đã và đang được sử dụng trên các đường đua chuyên nghiệp.